Xin chào quý vị và các bạn, chúng ta lại cùng gặp nhau trong bản tin của kênh Tin tức 24 giờ. Hãy cùng dành ra 10 phút mỗi ngày để lắng nghe những tin tức nóng nhất, những sự kiện đáng chú ý sẽ diễn ra trong ngày trên kênh Tin tức 24 giờ. Đến với bản tin ngày hôm nay, mời quý vị và các bạn cùng điểm qua những nội dung chính đáng chú ý ngay sau đây. Mưa bão kinh hoàng từ đêm hôm qua tại thượng nguồn sông Trường Giang, ít nhất có 127 người thiệt mạng tại Trùng Khánh báo động vào sáng ngày hôm qua. Đài phát thanh khẩn cấp quốc gia hôm qua đưa tin 30 người chết ở tỉnh Hồ Bắc. Lân cận hơn 200.000 người đã được sơ tán gấp và 1.031 ngôi nhà bị phá hủy, cuốn trôi trong đêm. Ngoài ra, 3 vụ lở đất ở thị trấn Đôn Hảo tại vùng núi của Trùng Khánh tuần này đã khiến 17 người chết. Cục Quản lý khẩn cấp thành phố cho biết, các thi thể được tìm thấy vào sáng nay sau khi 200 người được điều động tìm kiếm và cứu hộ. Hiện lượng mưa ở thị trấn Đôn Hảo là 303mm. Lưu lượng nước đổ về hồ chứa ở đập Tam Hiệp đạt 61.000 mét khối, trong khi lưu lượng xả ra là 30.000 mét khối trên giây, với 45% nước lũ bị giữ lại trong hồ chứa. Theo tập đoàn quản lý, đập Tam Hiệp mở hết 11 cửa xả lũ vào sáng nay. Mực nước của hồ chứa là 180.5 mét, cao hơn 15 mét so với mức cảnh báo lũ. Tại thành phố Ân Thi ở Hồ Bắc, nhân viên cứu hộ sử dụng bè hơi để giải cứu 1.900 người bị mắc kẹt trong các tòa nhà. Lính cứu hỏa và các lực lượng khác đã hoàn thành việc phá đê vỡ tại Hồ Bà Dương, hồ nước ngọt lớn nhất Trung Quốc. Con đê này vỡ 9 ngày trước làm ngập 15 ngôi làng và các cánh đồng ở tỉnh Giang Tây. Hơn 13.000 người được sơ tán lũ lụt tại Trung Quốc, ảnh hưởng tới 27 trong số 31 địa phương cấp tỉnh và gần 38 triệu người. Hơn 2,2 triệu người phải sơ tán và hơn 1.400 người chết hoặc mất tích. Giới chức Trung Quốc đã chi gần 860 triệu đô la để khắc phục thiệt hại cho tỉnh Giang Tây, An Huy, Hồ Bắc, Hồ Nam và thành phố Trùng Khánh, song thiệt hại có thể lên tới 12 tỷ đô. Mực nước tại 472 con sông ở Trung Quốc đạt mức nguy hiểm kể từ tháng 5, trong số đó 37 con sông đạt mức nước kỷ lục. Bộ Thủy lợi Trung Quốc cho biết, Trung Quốc hàng năm đều hứng chịu lũ lụt, đặc biệt tại khu vực miền Trung và miền Nam, song trận lũ năm nay gây ảnh hưởng nghiêm trọng. Nước đã rút tại một số thành phố lớn như Vũ Hán và một số địa phương ở khu vực hạ lưu, với trên hàng chục triệu người sinh sống phải đối mặt với nguy cơ ngập lụt mới, như đợt lũ lụt tồi tệ nhất ở Trung Quốc trong 30 năm trở lại đây vào giữa năm 1998, với hơn 3.000 người chết, gần 3 triệu ngôi nhà bị phá hủy trong đợt thiên tai này, chủ yếu tại các địa phương dọc theo sông Giang. Đập Tam Hiệp được xây dựng năm 1994 đến 2006 tại đoạn sông Trường Giang chảy qua quận Chi Lăng, thuộc thành phố Nghi Sơn, tỉnh Hồ Bắc. Tổ hợp kiểm soát nước đa năng tại đây gồm một đập dài 2.309m và cao 185m, với âu tàu 5 tầng và 34 máy phát điện. Đập Tam Hiệp được kỳ vọng bởi kiểm soát lũ trên sông Trường Giang, song nhiều chuyên gia cho rằng công trình chưa đáp ứng được mục tiêu cắt lũ theo thiết kế. Từ đêm hôm qua, chính quyền điều binh sĩ vội đắp bao các quanh hồ nước ngọt lớn nhất Trung Quốc khi lũ lụt đang hoành hành khắp lưu vực sông Trường Giang. Hạ lưu sông Dương Tử hay còn gọi là Trường Giang bị ảnh hưởng bởi những cơn mưa xối xả từ tháng trước đã khiến cho 14.010 người chết và mất tích, buộc hàng chục triệu người khắp 27 tỉnh phải sơ tán. Đây là đợt lũ tồi tệ nhất ở Trung Quốc trong hơn 30 năm qua. Khi các khu vực trên cả nước trải qua nhiều tuần mưa lớn, trong ảnh đường phố và các ngôi nhà ngập trong nước sau khi một con đập ở thành phố Cửu Giang, tỉnh Giang Tây bị vỡ vì mưa lũ, trong bối cảnh mức độ cảnh báo mưa lũ ngày càng gia tăng, Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình kêu gọi chính quyền ở các khu vực chịu thiệt hại nặng nề huy động nguồn lực trợ giúp người dân, đồng thời kêu gọi dân chúng hãy can đảm. Các binh sĩ Trung Quốc xây con đê khẩn cấp dọc theo Hồ Bà Dương, hồ nước ngọt lớn nhất Trung Quốc ở tỉnh Giang Tây. Mực nước của hồ này đã chạm mức kỷ lục 22,52m, vượt mức báo động là 19,5m. Hơn 100.000 người, bao gồm cứu hộ viên, binh lính, người dân đang dùng sức ngăn lũ ở Giang Tây. Khoảng một nửa số này được triển khai ở Hồ Bà Dương, nơi nhiều tuyến đê bao bị vỡ. Tại thành phố Cổ Giang, gần khu vực nước hồ chảy vào sông Trường Giang, binh lính mặc áo phao màu cam liên tục gia cố bức tường đắp từ bao cát cao bằng đầu người. Hơn 200 con sông bị vỡ đê gây ngập lụt nghiêm trọng khu vực xung quanh. Các quan chức của Bộ Tài nguyên nước Trung Quốc cho biết, các nhà chức trách cảnh báo điều tồi tệ nhất vẫn chưa đến. Trung Quốc, những người dân khiếu kiện bị bắt giữ và đánh đập khi thủ tướng đi thị sát lũ lụt. Một số người dân khiếu kiện ở thành phố Trùng Khánh, Trung Quốc đã bị bắt và hành hung khi thủ tướng Lý Khắc Cường đến thăm thành phố này để đi thị sát tình hình lũ lụt xảy ra gần đây. Những người khiếu kiện sau đó đã khiếu nại lên chính quyền cấp cao hơn ở khu vực và chính quyền Bắc Kinh với hy vọng họ sẽ được đối xử công bằng. Theo tờ Nhân dân Nhật báo của nhà nước Trung Quốc, ông Lý đã đến thăm làng Song Bái ở gần sông Phủ, một nhánh của sông Trường Giang. Hơn 8.000 cư dân trong lần này đã bị ảnh hưởng bởi lũ lụt và phần lớn đất canh tác của địa phương bị ngập lụt. Ông Lý cũng đã nói chuyện với những người dân làng phải sơ tán. Theo thông tin từ các kênh truyền thông nội địa, hai cư dân sống ở Trùng Khánh đòi công lý trước việc chính quyền địa phương cưỡng chế phá dỡ nhà của họ.
đã nói với đài Epoch Times về việc các quan chức địa phương ngược đãi đối với ông Lý đến thăm khu vực này. Tang Juhu cho biết cô đã bị khoảng 10 quan chức chính quyền địa phương bắt tại một nhà ga xe lửa ở khu vực mới Lưỡng Giang, ở Trung Khánh. Cô Tang cư trú tại huyện Phong Đô, Trung Khánh. Cô cho biết một trong những quan chức thuộc Cục An ninh địa phương và một người khác thuộc đồn cảnh sát địa phương. Cô Tang kể rằng cô đã hét to để cầu cứu sự giúp đỡ của mọi người. Khi cô bị kéo lê trên đường trong lúc người dân gọi cảnh sát, cô đã bị đưa đến đồn cảnh sát gần đó và bị giữ trong nhiều giờ, cho đến khi khoảng 10 quan chức từ Cục An ninh Phong Đô đến và trả cô về huyện. Họ lôi tôi vào xe cảnh sát và các quan chức từ huyện Phong Đô đã đấm đá tôi. Cô Tang nói cô Tan cho biết đã khiếu nại trong hơn 20 năm qua vì ba nhà của cô đã bị chính quyền địa phương cưỡng chế phá dỡ. Cha mẹ và chồng của cô đã chết vì liên quan đến việc phá dỡ sau khi được thả. Cô Tang nhận ra rằng các quan chức đã bắt cô vì Thủ tướng Lý Khắc Cường đang đến thăm khu vực này. Cô Tang nói, tôi thấy trên Internet nhiều người khiếu kiện địa phương đã bị quản thúc tại gia vì chuyến thăm của ông Lý. Cũng vào cùng ngày, một người dân khiếu kiện tên là Cai Ba cho biết, các quan chức đường phố địa phương đã đưa cô đến một ngôi nhà, giam giữ bất hợp pháp và đánh đập cô. Cô kể một quan chức nói với cô rằng nếu anh ta đánh cô đến chết, thì chính quyền địa phương sẽ che chắn cho anh ta, nên sẽ không phải chịu bất kỳ hình phạt nào. Ngày hôm sau, cô Cai đã gọi cảnh sát, sau đó có thêm nhân viên cảnh sát xuất hiện tại một ngôi nhà giam giữ cô, nhưng không thả cô ra, đến cuối ngày mới được trả tự do tại một bến xe buýt địa phương. Cô đã tự gọi xe cấp cứu và được đưa đến bệnh viện địa phương để điều trị vì bị gãy chân. Cô Cai đã gọi cho cảnh sát địa phương, yêu cầu họ thanh toán hóa đơn y tế của cô. Các nhân viên cảnh sát đã đến bệnh viện, nhưng chỉ nói chuyện với người đứng đầu bệnh viện rồi rời đi, chứ không thanh toán hóa đơn y tế của cô. Cũng vào cùng ngày, nhà hoạt động địa phương Giao An Siêu cho biết có khoảng 10 đến 20 nhân viên từ sở cảnh sát địa phương và cục an ninh đã xuất hiện tại nhà của cô ở huyện Đại Độ Khẩu, Trùng Khánh, bắt giữ 4 người khiếu nại đang đến thăm cô vào thời điểm đó. Điện thoại di động của họ có thể đã bị theo dõi, vì vậy các nhân viên cảnh sát đã tìm đến nhà tôi và bắt giữ họ, cô Giao nói. Cô cho biết thêm rằng một trong 4 người khiếu kiện đã bị đánh. Sau đó, tôi biết rằng là họ đã làm như vậy vì Thủ tướng Lý đến thăm thành phố. Thật là khủng khiếp, cô Giao nói. Cuối ngày hôm kia, truyền thông nhà nước Trung Quốc, tờ Tân Hoa Xã đưa tin rằng nước lũ ở Trùng Khánh đang rút xuống và khí đốt tự nhiên đã được cung cấp cho một số hộ gia đình. Hai người dân ở Trùng Khánh đã chia sẻ với The Epoch Times những gì họ chứng kiến. Bà Giang cho biết mực nước sông Gia Lăng dâng lên nhanh chóng, làm ngập nhiều ngôi nhà gần đó, trong khi nhiều con đường dẫn đến thị trấn ở bờ tây của sông không thể tiếp cận được. Một người dân khác, 39 tuổi tên là Hoang, cho biết anh chưa bao giờ thấy lũ lụt xảy ra trên diện rộng như vậy ở Trùng Khánh. Anh cho rằng rất khó để biết được mức độ thiệt hại mà lũ lụt gây ra. Anh Hoang cho biết chính quyền địa phương đã cố gắng ngăn chặn bất kỳ sự cố hàng loạt nào. Vì vậy, các quan chức đường phố đã trực tiếp xử lý các nạn nhân lũ lụt. Chỉ những nạn nhân và người nhà của họ mới biết người dân đã được chính quyền hỗ trợ hoặc đền bù tài chính như thế nào vì lũ lụt. Ở Trung Quốc, các sự cố hàng loạt thường đề cập đến các cuộc tụ tập có kế hoạch hoặc ngẫu nhiên của người dân phổ thông để bày tỏ sự không hài lòng với chính quyền. Các quan chức địa phương thường được giao nhiệm vụ dẹp bỏ những biểu hiện bất đồng chính kiến như vậy. Anh Hoang nói thêm rằng một số tài khoản mạng xã hội ở Trung Quốc của anh đã bị khóa sau khi anh đăng một số thông tin về tình hình lũ lụt. Kính thưa quý, theo nguồn tin mà truyền thông mới nhận được, cơn bão số 6 đã đổ bộ vào bờ biển phía đông khu vực tỉnh Quảng Đông của Trung Quốc vào đêm ngày hôm qua. Sức mạnh của cơn bão kinh hoàng tới mức khiến cây cối bật gốc và mất điện diện rộng trên toàn khu vực. Cơn bão đã đổ bộ vào bờ biển phía đông của Trung Quốc, khiến cho 653 người dân ở bờ biển phía đông của các vùng lân cận đã bị thiệt mạng. Với sức công phá mạnh không kém, sức gió gần tâm bão lên tới 175 km/h và giật trên 210 km/h theo cơ quan thời tiết của Trung Quốc. Cơn bão đã đổ bộ ở một thị trấn ven duyên hải Trung Quốc ở tỉnh Quảng Đông. Hiện nay vẫn chưa có báo cáo cụ thể về tình hình con số thương vong. Theo cơ quan địa phương, số cây cối bật gốc ở đây nhiều vô kể, một số cây còn nằm ngổn ngang trên đường cao tốc. Một quan chức tỉnh Quảng Đông cho biết, nguồn điện đã bị cắt từ sáng thứ Bảy tại các thành phố lân cận, cách tỉnh Quảng Đông khoảng 70 km về phía Bắc, và cũng là nơi chính phủ thành lập Trung tâm Chỉ huy Cứu hộ và Cứu trợ do Bộ trưởng Nội vụ đứng đầu Taiwan News đã cho biết, những cơn gió mạnh tới mức khiến cây cối đổ sập và lật tung những tấm lợp mái nhà. Người đứng đầu quân đội phát biểu trong một cuộc họp báo, dù không mạnh như cơn bão số 5 nhưng sức gió tối đa của bão số 6 có thể gây ra thương vong, sạt lở đất và gây thiệt hại nặng nề cho cộng đồng và nền nông nghiệp Anh Chun Mo. Một người may mắn sống sót sau cơn bão năm ngoái cho biết, tôi sợ lắm, tôi đã cầu trời khấn Phật đừng giáng thêm một thiên tai nào nữa xuống đầu của chúng tôi. Trong ngày hôm nay, hàng chục chuyến bay nội địa đã bị hủy và các chuyến phà, tàu thuyền cũng đã bị cấm xuất bến. Khoảng 500.000 người đã được sơ tán khỏi tỉnh Quảng Đông
trong đó có toàn bộ thành phố ông Hen He gửi đứng đầu cơ quan phòng chống thiên tai trong khu vực nói. Lần này chúng tôi không hề chứng kiến người dân chống lại lệnh sơ tán, nỗi ám ảnh của họ sau cơn bão năm ngoái là vẫn còn rất lớn. Tại đây người dân đang hối hả dùng bao cát đắp thành những bờ tạm để ngăn nước lũ tràn vào nhà. Các cửa hàng và trong thành phố cũng bắt đầu đóng cửa và tìm mọi cách gia cố để tránh tình trạng thiệt hại nặng do siêu bão hồi năm ngoái. Trong khi đó, trung tâm cảnh báo của quân đội nhận định rằng cơn bão này có thể sẽ tiến sâu vào đất liền và tràn qua mặt phía nam của tỉnh Quảng Tây. Đường đi thất thường và khó dự đoán của cơn bão số 6 đã khiến chính phủ Trung Quốc phải triệu tập một lực lượng họp khẩn trương với tỉnh trưởng của các tỉnh để bàn cách ứng phó, trong khi quân đội Trung Quốc đã được đặt tình trạng báo động cao nhất. Những thông tin vừa rồi cũng đã kết thúc bản tin thời sự tổng hợp ngày hôm nay. Chúng tôi sẽ tiếp tục cập nhật những thông tin mới nhất trong những bản tin tiếp theo. Quý vị hãy đăng ký kênh Tin Tức 24 giờ để theo dõi. Còn bây giờ, xin chào và hẹn gặp lại. Phó Tổng thống Mỹ Kamala Harris trong cuộc gặp gần đây với Tổng thống Philippines Ferdinand Marcos đã phát biểu: "Chúng tôi sát cánh với các bạn để bảo vệ những quy tắc và chuẩn mực quốc tế liên quan ở Biển Đông. Một cuộc tấn công do lực lượng vũ trang, tàu công vụ hoặc máy bay của Philippines ở Biển Đông sẽ kích hoạt đến cam kết phòng thủ chung của Mỹ. Đó là cam kết vững chắc của chúng tôi đối với Philippines. Đây là cam kết ở cấp cao nhất mà Mỹ đưa ra với Philippines trong nhiều năm qua." Bà Harris cũng là quan chức cao nhất của Mỹ đến thăm Manila từ khi ông Marcos nhận chức vào tháng 6 năm 2022. Báo hiệu mối quan hệ ấm lên giữa hai đồng minh sau nhiều năm lạnh nhạt dưới thời cựu Tổng thống Rodrigo Duterte. Trong 6 năm nắm quyền, ông Duterte chủ trương thân thiện với Trung Quốc và muốn giảm lệ thuộc an ninh vào Mỹ. Ông Duterte có thời điểm còn tuyên bố các hợp tác quân sự với Mỹ, đòi hủy hiệp ước các lực lượng thăm viếng VFA, vốn là cơ sở cho quân đội Mỹ triển khai binh sĩ đồn trú luân phiên ở Philippines. Giới quan sát cho rằng khi Tổng thống Marcos Jr. lên nắm quyền, chính quyền ông Joe Biden đã chủ động tăng cường tiếp xúc cấp cao để kích hoạt lại quan hệ Mỹ-Philippines, đồng thời nối lại những dự án hợp tác quốc phòng bị gián đoạn ở quốc gia Đông Nam Á này, vốn là mảnh ghép then chốt đối với hiện diện của Mỹ ở Ấn Độ Dương-Thái Bình Dương. Đầu tư và tiếp xúc cấp cao là bước đi hợp lý để khôi phục hợp tác sâu sắc trên mọi lĩnh vực với một đồng minh năng động và đang giữ vị thế chiến lược. Daniel Russell, cựu cố vấn Nhà Trắng về các vấn đề Đông Á, nhận định về nỗ lực cải thiện quan hệ giữa Philippines thông qua chuyến thăm của Phó Tổng thống Harris. Reuters dẫn thông tin từ các quan chức Mỹ cho biết, Tổng thống Mỹ cùng đội ngũ cố vấn an ninh quốc gia đánh giá tân Tổng thống Philippines là đồng minh chiến lược có thể cùng hợp tác để giải quyết những thách thức đối ngoại hàng đầu tại khu vực, trong đó có vấn đề cạnh tranh với Trung Quốc. Một ngày sau khi ông Marcos đắc cử Tổng thống, ông Biden đã gọi điện chúc mừng và tránh đề cập đến những vấn đề gai góc giữa hai nước. Nhà Trắng sau đó cử Doug Hemmop, chồng của Phó Tổng thống Harris, đến dự lễ tuyên thệ nhậm chức của tân Tổng thống Philippines. Đại diện Nhà Trắng hôm đó trao tận tay ông Marcos lá thư mà Tổng thống Biden viết riêng cho người đồng cấp, chia sẻ mong muốn đón tiếp ông trên đất Mỹ. Chuyến thăm của bà Harris đến Philippines được giới phân tích xem là vấn đề tiếp theo của Mỹ trong nỗ lực tiếp cận tân chủ nhân Điện Malacanang. Những nỗ lực đó đã được đại diện chính quyền Marcos ghi nhận tích cực, thể hiện qua thông điệp từ đại sứ Philippines tại Mỹ Jose Manuel Mamudet rằng Washington không còn xem nhẹ Manila. Tổng thống Marcos đang phản hồi với tâm thế muốn nước Mỹ hiểu rằng chúng tôi muốn làm bạn, Romades phát biểu mới đây. Theo giới quan sát, ngoài nỗ lực củng cố quan hệ với Philippines, chuyến thăm của bà Harris dường như còn ngầm phát đi tín hiệu tới Trung Quốc. Một trong những điểm dừng chân của Phó Tổng thống Mỹ trong chuyến thăm là tỉnh Palawan, vùng duyên hải ở rìa phía tây quần đảo Philippines, tiếp giáp Biển Đông. Bà lên thăm tàu tuần tra BRP Teresa Mabanua, qua đó gửi thông điệp về cam kết của Mỹ đối với tự do hàng hải và trật tự dựa trên luật pháp quốc tế trên Biển Đông. Bước đi này gửi thông điệp rất rõ đến Bắc Kinh, đồng thời tái khẳng định cam kết với Manila. Hoạt động như vậy cho thấy thay đổi rất lớn trong quan điểm của chính quyền Tổng thống Marcos so với người tiền nhiệm Duterte, vốn tìm cách hạn chế tiếp xúc quân sự với Mỹ và giảm nhẹ bất đồng với Trung Quốc. Lucio Blanco Pinto, chuyên gia tại Tổ chức Nghiên cứu Quỹ Con đường Tiến bộ Châu Á-Thái Bình Dương viết trên Asia Times. Trước chuyến thăm của bà Harris, Tổng thống Marcos Jr. cũng đã có chuyến công du đến Mỹ và gặp Tổng thống nước chủ nhà Joe Biden. Trong cuộc gặp, một mặt ông Marcos đã nhấn mạnh vai trò của Mỹ ở khu vực. Những động thái trên của Manila được đánh giá là nhằm làm ấm lại mối quan hệ với Washington sau nhiều trục trặc dưới thời ông Duterte. Mặt khác, trả lời phỏng vấn Bloomberg cũng trong cùng ngày, Tổng thống Marcos xác nhận chính quyền Manila
muốn nối lại các cuộc thương thuyết với Trung Quốc về hợp tác khai thác dầu khí ở Biển Đông. Cụ thể, ông cho hay Philippines muốn tìm kiếm sự thỏa hiệp với Trung Quốc về lĩnh vực hợp tác khai thác dầu khí và nằm trong phạm vi luật pháp Philippines cho phép. Đối với những điều chưa đồng thuận thì ông cho rằng hai bên sẽ tiếp tục tìm kiếm những biện pháp khác để thúc đẩy nỗ lực hợp tác. Rõ ràng tầm nhìn về chính sách của ông Marcos có thể đưa ra một đường hướng ổn định lâu dài cho định hướng thân Mỹ làm bạn với Trung Quốc của Manila. Washington và Manila những tháng qua đã nghiên cứu đẩy nhanh thực thi thỏa thuận tăng cường hợp tác quốc tế EDCA ký từ năm 2014, cho phép Mỹ triển khai quân nhân đồn trú luân phiên cùng bố trí vật tư quân sự ở một số căn cứ ở Philippines. Trong 5 căn cứ mà quân đội Mỹ được phép sử dụng theo khuôn khổ EDCA, có một địa điểm nằm trong tỉnh Palawan là sân bay quân sự Antonio Bautista. Mỹ cũng muốn tăng số căn cứ đồn trú ở Philippines từ 5 lên 10 địa điểm. Trong số 5 căn cứ đang được hai bên bổ sung vào EDCA, có một địa điểm cũng nằm trong tỉnh Palawan, một căn cứ khác nằm tại tỉnh Jambale trên đảo Luzon nhưng cũng hướng ra Biển Đông. Trong số 3 địa điểm tiềm tàng còn lại, hai căn cứ nằm tại tỉnh Cagayan ở phía bắc đảo Luzon hướng về eo biển Đài Loan. Địa điểm còn lại nằm trong tỉnh Isabela và nhìn ra vùng biển phía đông của đảo. Những căn cứ đồn trú như vậy có thể cho phép Mỹ phản ứng nhanh chóng nếu xảy ra sự cố trên Biển Đông hoặc eo biển Đài Loan. Những đợt diễn tập thời gian qua cho thấy quân đội Mỹ muốn triển khai lực lượng từ đảo Luzon, Pinlo nhận định. Tuy nhiên, điều này có thể làm gia tăng lo ngại nguy cơ Philippines bị cuốn vào xung đột nếu tình hình tại các điểm nóng an ninh đó leo thang. Philippines cũng như nhiều nước Đông Á không muốn bị đẩy vào tình thế phải chọn phe trong cuộc cạnh tranh Mỹ-Trung hiện nay. Trong khi Mỹ đang tích hợp mạnh mẽ hai đồng minh Đông Á là Nhật Bản và Hàn Quốc vào chiến lược khu vực cả về kinh tế lẫn quốc phòng, Philippines vẫn dè dặt trong hợp tác quân sự, đặc biệt là hiện diện thường trực của quân đội Mỹ trên lãnh thổ. Trong bình luận trước thềm chuyến thăm của bà Harris, Tổng thống Marcos cho rằng lịch trình của Phó Tổng thống Mỹ đến tỉnh Palawan sẽ không gây căng thẳng trong quan hệ Philippines-Trung Quốc. Có nhiều yếu tố làm nên sự bền chặt của mối quan hệ Mỹ-Philippines. Các yếu tố ấy bao gồm lịch sử, quan hệ thương mại, đầu tư và quan hệ quân sự giữa hai nước. Ngoài ra, gần 90% người dân Philippines cho rằng Mỹ là quốc gia đáng tin cậy nhất, cho rằng ông Marcos nên bảo vệ quyền và lợi ích của Philippines trên Biển Đông. Theo phán quyết của tòa PCA hồi tháng 7 năm 2017, có điều thú vị do chính tạp chí nghiên cứu các vấn đề Đông Nam Á Trung Quốc chỉ ra, 6 năm cầm quyền thân Trung Quốc rời xa Mỹ của ông Duterte không những không làm tổn hại đến lợi ích cơ bản của Mỹ tại Philippines mà còn ngược lại nữa là khác. Mức độ mất lòng tin của người dân và chính quyền Philippines đối với Trung Quốc cao hơn so với 6 năm trước đó. Các quan chức quốc phòng và ngoại giao thời ông Marcos xuất thân từ giới tinh hoa truyền thống và coi Trung Quốc là mối đe dọa an ninh bên ngoài chủ yếu. Họ coi trọng việc duy trì liên minh với Mỹ và coi đó là thực tế khách quan về nền tảng thân Mỹ của chính quyền mới. Tháng trước, xuất hiện một số thông tin về việc Vịnh Subic đang được xem xét là một trong những địa điểm căn cứ quân sự mới theo thỏa thuận hợp tác quốc phòng tăng cường giữa Mỹ và Philippines EDCA. Thỏa thuận này cho phép Mỹ xây dựng, vận hành cơ sở bên trong căn cứ quân sự của Philippines và luân chuyển binh sĩ tại các căn cứ này. Mỹ và Philippines ký thỏa thuận EDCA vào năm 2014, nhưng việc triển khai thỏa thuận bị đình trệ dưới thời cựu Tổng thống Philippines Rodrigo Duterte trong bối cảnh ông Duterte thúc đẩy quan hệ gần gũi hơn với Trung Quốc. Tuy nhiên, chính quyền Tổng thống Philippines đương nhiệm Ferdinand Marcos đang thúc đẩy việc triển khai thỏa thuận này. Tháng trước, Bộ Quốc phòng Philippines thông báo nước này đang phối hợp cùng với Mỹ để đẩy nhanh tốc độ triển khai dự án thuộc thỏa thuận EDCA. Tại các căn cứ quân sự hiện hành cũng như cân nhắc các địa điểm lập căn cứ mới, Tham mưu trưởng các lực lượng vũ trang Philippines Trung tướng Bartolomeo Vicente Barranco cho biết phía Mỹ đang cân nhắc lập căn cứ quân sự mới. Một số thông tin cho hay Vịnh Subic là một trong số 5 địa điểm này. Ông Colin Cole, nhà nghiên cứu tại Singapore cho rằng trong bối cảnh căng thẳng gia tăng tại Biển Đông, Manila có thể đẩy nhanh quá trình chấp thuận cho Mỹ lập thêm căn cứ quân sự mới theo thỏa thuận EDCA và chính thức xác nhận các địa điểm này vào đầu tháng 12 và tháng 1 năm 2023. Ông Cole cũng nhận định việc binh sĩ Mỹ quay trở lại Vịnh Subic có thể khiến Bắc Kinh tức giận bởi động thái đó đồng nghĩa sẽ cho phép Mỹ tăng cường giám sát các tuyến hàng hải quan trọng gần đó. Ông Cole cho rằng việc quân đội Mỹ quay trở lại Vịnh Subic cho phép Mỹ tăng cường hiện diện quân sự trong khu vực, tham gia nhiều cuộc tập trận chung hơn như cuộc tập trận hàng năm Ban Kigatan giữa Mỹ và Philippines.
Kính thưa quý vị, Hoa Kỳ mới đây đã cho ra mắt máy bay ném bom tàng hình B-21 Raider mới nhất. Nó sẽ trở thành vũ khí sắc bén chống lại Đảng Cộng sản Trung Quốc, khiến Đảng Cộng sản Trung Quốc khó có thể đỡ đòn. B-21 có nhiều lợi thế trong tương lai để đối phó với các xung đột tiềm ẩn giữa Trung Quốc và Nga. Và năm 2022 là một năm quan trọng đối với B-21. Phi đội máy bay ném bom của lực lượng không quân Hoa Kỳ, bao gồm B-52, B-1 và B-2, đã không có mẫu máy bay mới nào trong hơn 3 thập kỷ. Giờ đây, máy bay ném bom mới nhất của lực lượng không quân B-21 Raider cuối cùng sẽ ra mắt vào năm 2022. Đây sẽ là cuộc trình diễn công khai đầu tiên của lực lượng không quân về một máy bay ném bom mới trong 3 thập kỷ. Tại sao B-21 lại gây khó khăn cho Đảng Cộng sản Trung Quốc? Thưa các bạn, B-21 Raider có khả năng tàng hình và hạt nhân cao. Cho đến nay, chỉ có các bản phác thảo khái niệm nghệ thuật của máy bay ném bom mới đã được phát hành ra công chúng. Máy bay ném bom mới sẽ hoạt động đầy đủ vào năm 2026 hoặc 2027. B-21 sẽ có thiết kế cánh bay tương tự như B-2. Chế tạo B-21 rất tốn kém. Nếu lực lượng không quân mua 100 máy bay ném bom B-21 trong 30 năm tới, nó sẽ tiêu tốn hơn 203 tỷ đô la Mỹ. Lực lượng không quân muốn có tới 258 chiếc B-21 cho một cuộc chiến tiềm tàng với Trung Quốc và Nga. Lực lượng không quân cho biết B-21 sẽ có sự kết hợp rộng rãi giữa các loại đạn tấn công trực tiếp. B-21 cũng sẽ có thể sử dụng máy bay không người lái để thực hiện các nhiệm vụ bay và việc tích hợp máy bay không người lái vào các nhiệm vụ khác nhau có thể củng cố hơn nữa vai trò huấn luyện viên trưởng của B-21. Có nhiều ví dụ về khả năng sử dụng máy bay ném bom mới. Một là bay qua không phận tranh chấp để vô hiệu hóa các trung tâm chỉ huy và kiểm soát, các cơ sở lắp đặt radar và tên lửa đất đối không của Trung Quốc, thường là trong giai đoạn đầu của một cuộc không kích lớn hơn. Mặt khác, B-21 cũng có thể hỗ trợ hải quân tiêu diệt tên lửa chống hạm. Ngoài ra, B-21 có thể phá hủy các cơ sở quân sự của Trung Quốc được xây dựng trên các dạng san hô khác nhau ở biển Hoa Đông và Biển Đông. Một phi đội B-21 có khả năng mang vũ khí hạt nhân cũng có thể được triển khai ở đảo Guam để ngăn chặn Trung Quốc. Việc hiện đại hóa bộ ba hạt nhân có thể ngăn cản Bắc Kinh tấn công lần đầu hoặc lần thứ hai. Việc Mitchell từ lâu đã lập luận rằng các nền tảng có người lái B-21 đang được phát triển, đóng vai trò xâm nhập không phận của kẻ thù và tấn công các mục tiêu cứng rắn hoặc di chuyển, có giá trị cao, được bảo vệ tốt. Không quân nên ưu tiên triển khai vũ khí thế hệ thứ 5 để tận dụng tối đa tầm bắn, khả năng sống sót và hiệu suất của máy bay tàng hình nhằm hoàn thành chuỗi tiêu diệt một cách độc lập trong môi trường tranh chấp, viện nghiên cứu cho biết. Trong một cuộc phỏng vấn độc quyền với Politico vào đầu tháng 12 năm 2021, Bộ trưởng Không quân Frank Kender cho biết lực lượng không quân sẽ tìm kiếm nguồn tài trợ vào năm tới để phát triển hai chương trình máy bay không người lái chiến đấu được phân loại, được thiết kế để bay cùng với máy bay chiến đấu và máy bay ném bom. Có hai chương trình máy bay không người lái trong ngân sách năm 2023, Kender nói. Cả hai đều là phương tiện chiến đấu trên không không người lái. Nền tảng không người lái được thiết kế để hoạt động với các máy bay chiến đấu như máy bay F-22 hoặc F-23. Mặt khác, chúng hoạt động song song với các máy bay ném bom như B-21. Sự tồn tại của các chương trình sẽ được tiết lộ chính thức trong yêu cầu ngân sách, dự kiến sẽ được trình lên Quốc hội vào đầu năm tới. Nhưng các chi tiết sẽ được dự kín, ông nói. Đây sẽ là những dự án được phân loại, Kender giải thích. Nhưng tôi sẽ cố gắng bắt đầu chúng vào năm 2023. Cả máy bay chiến đấu chiếm ưu thế trên không thế hệ tiếp theo và chương trình B-21 đều được phân loại cao và tính bảo mật hoạt động của chương trình B-21 cũng sẽ được tăng cường. Chương trình máy bay ném bom mới sẽ là mục tiêu hàng đầu của các gián điệp nước ngoài và việc ngăn chặn các nỗ lực thông thường hoặc gián điệp mạng nhằm ngăn chặn các kế hoạch đánh cắp của Trung Quốc và Nga sẽ là công việc then chốt đối với lực lượng phản gián của Hoa Kỳ, xây dựng và phát triển công nghiệp quốc phòng hiện đại, lưỡng dụng, trở thành mũi nhọn của nền công nghiệp quốc gia là chủ trương chiến lược của Việt Nam. Điều này có ý nghĩa đặc biệt quan trọng đối với sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc trong tình hình hiện nay. Những năm gần đây, năng lực nghiên cứu thiết kế sản xuất sửa chữa vũ khí khí tài của công nghiệp quốc phòng Việt Nam đã có những thành tựu rất đáng kể, như làm chủ công nghệ sản xuất, cải tiến nhiều loại vũ khí hiện đại phù hợp với chiến lược quốc phòng và nghệ thuật quân sự Việt Nam. Cùng với đó, nhiều sản phẩm hàng hóa dân dụng do công nghiệp quốc phòng sản xuất đã tạo dựng được thương hiệu có sức mạnh cạnh tranh trên thị trường trong nước và xuất khẩu, có những đóng góp tích cực vào công cuộc phát triển kinh tế xã hội đất nước. Chúng ta sẽ cùng điểm lại những thành tựu và hướng phát triển của ngành công nghiệp quốc phòng Việt Nam trong chương trình ngày hôm nay với khách mời là Đại tướng Dương Văn Yên, Phó Chủ nhiệm Tổng cục Công nghiệp Quốc phòng, Bộ Quốc phòng cùng tham gia. Ngành quốc phòng Việt Nam. Thưa quý vị, cũng giống như phần lớn quân đội các nước khác,
bộ binh là lực lượng chiếm quân số đông đảo nhất trong quân đội nhân dân Việt Nam. Ngay từ trong kháng chiến chống thực dân Pháp, ngành quân giới Việt Nam tổ chức, nghiên cứu và chế tạo được nhiều loại súng đạn. Ngày nay, với sự phát triển lớn mạnh của ngành công nghiệp quốc phòng, Việt Nam đã cơ bản tự chủ sản xuất được nhiều mẫu súng, đạn bộ binh hiện đại, đáp ứng được yêu cầu từng bước hiện đại hóa quân đội. Dù có lịch sử ra đời hàng trăm năm trước, cho đến ngày nay, khẩu súng vẫn là trang bị cơ bản và quan trọng nhất của người lính bộ binh. Từ một cơ sở làm nhiệm vụ sửa chữa vũ khí là chính, hiện nay nhà máy Z-111 thuộc Tổng cục Công nghiệp Quốc phòng đã làm chủ công nghệ và chế tạo thành công nhiều loại súng bộ binh thế hệ mới, hiện đại. Nhiều loại vũ khí hoàn toàn mới không theo mẫu của nước ngoài. Đáng chú ý là tự chủ được toàn bộ khâu sản xuất súng trường tấn công thế hệ mới với tên gọi STV. Chi tiết khó nhất và được coi là công nghệ cốt lõi để chế tạo súng chính là việc làm ra được nòng súng với độ bền cao và tiện được rãnh xoắn. Riêng đối với nòng súng, cái chi tiết quan trọng nhất trong một khẩu súng, chúng tôi vẫn gọi là trái tim nỏ súng ấy, thì riêng về các buồng đạn rãnh xoắn ở trong nòng súng phải đảm bảo theo đúng yêu cầu kỹ thuật. Vì rãnh xoắn không đảm bảo được thì nó liên quan đến độ chính xác, độ tản mát của một khẩu súng. Nên tất cả các yếu tố như từ khâu gia công tạo rãnh xoắn, tạo buồng đạn và độ bóng cho đến bề mặt bền của lớp mạ cũng là yếu tố rất quan trọng trong cái nòng súng. Nói đúng là từ trước khi được chuyển giao dây chuyền thì tại đây, dây chuyền của nhà máy đã có một máy rèn nòng, nhưng chỉ rèn đến nòng 7 ly 2. Vừa qua đã được đầu tư thêm dây chuyền rèn 12 ly 7 trên các dây chuyền máy rèn nòng của Đức. Thép làm nòng súng có yêu cầu về kỹ thuật cao, không phải quốc gia nào cũng có thể tự chủ làm được. Công nghệ luyện kim ra các loại thép hợp kim chất lượng cao cũng là công nghệ được các quốc gia phát triển bảo mật rất kỹ lưỡng. Hiện nay, ngành công nghiệp quốc phòng Việt Nam đã cơ bản tự chủ làm ra được thép để chế tạo nòng của nhiều loại súng. Về thép để sản xuất cho các loại súng thì điển hình phải nói là thép nòng súng. Thép để chế tạo nòng súng chúng ta đã tự chủ sản xuất được thép để chế tạo nòng súng tiểu liên, nòng súng trung liên, nòng súng đại liên. Ngoài ra thì cũng chế tạo được một số loại thép để chế tạo nòng súng cối và súng chống tăng cỡ nhỏ. Đạn dược và thuốc nổ nói chung là một trong những thành phần rất quan trọng của vũ khí. Đây cũng là những vật tư tiêu hao rất nhiều khi phục vụ quá trình huấn luyện, diễn tập của các lực lượng vũ trang trong thời bình. Việc tự chủ sản xuất được thuốc nổ và đạn dược có ý nghĩa rất lớn, góp phần nâng cao tiềm lực quốc phòng của đất nước. Hiện nay Việt Nam đã tự chủ sản xuất được không chỉ các loại đang dùng cho súng bộ binh, đạn pháo lục quân mà còn tiến tới sản xuất đạn cho lực lượng phòng không và hải quân. Chúng tôi có những nghiên cứu đề xuất để làm sao đưa ra các loại đạn con và phủ sóng đạn bộ binh, phủ sóng tất cả các loại súng ở Việt Nam đến tận bây giờ. Ngoài ra còn phát triển thêm các loại đạn cao xạ và đặc biệt là trong giai đoạn năm 2020 đến nay cũng đã cùng với các viện thiết kế vũ khí nghiên cứu chế tạo thành công các loại đạn 30mm, đạn 25mm và dùng cho hải quân và loại đạn này chúng ta vẫn phải nhập ngoại và như đến thời điểm hiện tại chúng ta đảm bảo được cho quân đội. Vũ khí trang bị cho lính bộ binh có nhiều loại, ngoài súng có rãnh xoắn, từ súng ngắn đến đại liên còn quả súng hỏa lực chống tăng, súng không giật, khí tài quang học, kính ngắm. Hiện Viện Vũ khí và các nhà máy thuộc Tổng cục Công nghiệp Quốc phòng đã cơ bản tự chủ nghiên cứu và sản xuất được vũ khí trang bị cho lực lượng bộ binh. Trong 10 năm gần đây, Viện đã tự chủ và nghiên cứu thiết kế ra các loại sản phẩm vũ khí, đặc biệt là những sản phẩm vũ khí mới, không theo mẫu và có hàm lượng khoa học cao và có tính cơ động cao, tăng thẩm bắn, tăng uy lực và tăng độ chính xác bắn, phục vụ cho trang bị quân đội. Với phương châm chế tạo vũ khí phù hợp với cách đánh, nghệ thuật quân sự của Việt Nam, các sản phẩm vũ khí bộ binh do trong nước sản xuất đều phù hợp với điều kiện chiến đấu và thể trạng của người chiến sĩ. Đến nay, về cơ bản, ngành công nghiệp quốc phòng Việt Nam đã đủ sức tự chủ nghiên cứu chế tạo được các loại vũ khí bộ binh. Đây là một bước tiến rất lớn đảm bảo cho các đơn vị có nguồn vũ khí mới, hiện đại, bắt kịp với trình độ khu vực và trên thế giới. Có nguồn cung dồi dào đảm bảo sức chiến đấu lâu dài, bảo vệ Tổ quốc trong mọi tình huống. Vậy vì sao việc tự chủ các loại vũ khí bộ binh lại là ưu tiên quan trọng của quân đội nhiều quốc gia trong đó có Việt Nam? Thưa các bạn, hiện nay thì có thể có những cái hình thức chiến tranh phi truyền thống, sử dụng khí công nghệ cao hoặc là tấn công phủ đầu bằng các phương tiện vũ khí công nghệ cao. Tuy nhiên, bộ binh là lực lượng cơ bản trên chiến trường,
để làm chủ chiến trường và khẳng định thành tựu của bên thắng cuộc, thì sự có mặt của bộ binh vẫn là yếu tố quyết định cho cục diện cuối cùng của cuộc chiến. Vậy hiện nay, các loại vũ khí bộ binh của Việt Nam đã bắt kịp với trình độ phát triển của các nước có nền công nghiệp quốc phòng tiên tiến hay chưa? Đại tá Dương Văn Yên cho biết, vũ khí bộ binh của chúng ta hiện nay cũng đang tiệm cận với xu hướng phát triển của bộ binh hiện đại trên thế giới. Ví dụ như súng bộ binh trang bị cho cá nhân, thì chúng ta đang sản xuất các mẫu súng có tốc độ bắn cao, khối lượng nhẹ, do ứng dụng các cái vật liệu mới và vẫn đảm bảo độ bền, tuổi thọ cao để phù hợp với xu hướng của người lính bộ binh trong chiến tranh hiện đại. Ví dụ như tích hợp các súng phòng lực, tích hợp các phương tiện ngắm bắn, quan sát ngày đêm để phục vụ cho tác chiến nhóm ở trong chiến tranh hiện đại. Hiện nay chúng ta cũng đã nghiên cứu thiết kế chế tạo được các loại đạn chống tăng hiện đại mà được bảo vệ bởi các lớp giáp phản ứng nổ cũng như là được bảo vệ bởi hệ thống phòng vệ chủ động ở trên xe tăng. Các tính năng của các vũ khí chống tăng của chúng ta hiện nay cũng tương đương với các nước ở trên thế giới. Vậy tại sao việc xuất khẩu vũ khí bộ binh chúng ta mới chỉ dừng lại ở việc xuất khẩu bán thành phẩm chứ chưa xuất khẩu thành phẩm? Đại tá Dương Văn Yên cho biết, chúng ta hoàn toàn có đủ khả năng về công nghệ để sản xuất một sản phẩm hoàn chỉnh. Các loại sản phẩm này có thể mang bản sắc của Việt Nam nữa, không vi phạm bản quyền đối với nước nào cả. Tuy nhiên, việc xác định đối với các bạn hàng thì cũng cần có một chính sách cơ chế từ tầm vĩ mô thì mới tạo ra một hành lang pháp lý để chúng ta xuất khẩu được các sản phẩm vũ khí. Đấy cũng là một lĩnh vực mang tính chất đặc thù. Do vậy, ngoài quy luật của kinh tế, quy luật về hàng hóa thì nó còn có những cái về quân sự, ngoại giao, quốc phòng. Còn về công nghệ thì chúng ta hoàn toàn làm chủ được và hoàn toàn xuất khẩu được các loại vũ khí hoàn chỉnh theo yêu cầu của các đối tác. Vậy ngoài vũ khí bộ binh thì hiện nay việc phát triển các loại vũ khí có hàm lượng công nghệ cao cho quân đội đang được thực hiện như thế nào? Hiện nay với công nghệ cơ khí tự động hóa chúng ta đã cơ bản làm chủ được thì chúng ta phải tăng hiệu quả, hiệu lực vũ khí của chúng ta lên. Chủ trương của chúng ta vẫn là tự lực, tự chủ, tự cường kết hợp với việc nhận chuyển giao công nghệ như những công nghệ cốt lõi, công nghệ nền. Qua khai thác làm chủ các công nghệ, chúng ta sẽ dần dần làm chủ và chúng ta sẽ xây dựng được năng lực nghiên cứu, thiết kế, chế tạo các loại vũ khí tích hợp hệ thống có điều khiển và thông minh. Với những khó khăn thách thức nào đã đặt ra cho nền công nghiệp quốc phòng Việt Nam để tính đến việc tự chủ sản xuất vũ khí công nghệ cao? Theo Đại tá Dương Văn Yên, chúng ta phải mở rộng hợp tác quốc tế để nhập khẩu được các loại công nghệ lõi, công nghệ nền thì mới đủ năng lực để chế tạo các loại vũ khí công nghệ cao. Vấn đề này chúng ta cũng đang thiếu và chúng ta cũng đã đang từng bước để xây dựng các công nghệ lõi, công nghệ nền để từ đó phát triển các loại vũ khí công nghệ cao. Thứ hai là các nguồn nhân lực thì chúng ta cũng phải đào tạo trong nước kết hợp với đào tạo với nước ngoài để xây dựng các nguồn nhân lực chất lượng cao. Thứ ba là công nghiệp phụ trợ của chúng ta hiện nay cũng chưa phát triển, cho nên các loại vật tư đặc chủng sử dụng trong vũ khí công nghệ cao, chúng ta cũng vẫn đang phụ thuộc vào nguồn nhập của nước ngoài, trong nước chưa sản xuất được. Phát triển công nghiệp quốc phòng gắn với bảo vệ chủ quyền biển đảo được coi là hướng đi quan trọng của ngành công nghiệp quốc phòng Việt Nam để khai thác tiềm năng kinh tế biển và đảo về bảo vệ chủ quyền quốc gia trên biển. Ngành công nghiệp đóng tàu nói chung và đóng tàu quân sự nói riêng có vai trò vô cùng quan trọng. Trong những năm qua, công nghiệp quốc phòng nước ta đã đóng mới thành công nhiều lớp tàu quân sự, tàu cho lực lượng thực thi pháp luật trên biển hiện đại, chất lượng cao, đáp ứng yêu cầu huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu bảo vệ chủ quyền biển đảo Tổ quốc và tuần tra thực thi pháp luật trên biển. Trong những năm qua, công nghiệp quốc phòng Việt Nam đã đóng mới thành công nhiều lớp tàu quân sự với trang thiết bị và vũ khí khí tài hiện đại, chất lượng cao, đáp ứng yêu cầu huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu bảo vệ chủ quyền biển đảo Tổ quốc và tuần tra thực thi pháp luật trên biển. Trong các sản phẩm nổi bật của ngành đóng tàu quân sự, phải kể đến lớp tàu pháo tuần tiễu, tàu tên lửa tấn công nhanh, tàu cảnh sát biển đa năng, tàu cứu hộ, tàu ngầm và các loại tàu tuần tra cứu nạn cho Bộ đội Biên phòng, Ủy ban Quốc gia tìm kiếm cứu nạn, tàu pháo tuần tiễu 400T là loại tàu có thiết kế phức tạp đòi hỏi trình độ năng lực công nghệ thi công tiên tiến. Tàu tích hợp pháo hạm tự động, pháo phòng không tốc độ cao, hệ thống radar, hệ thống nhận biết địch ta, hệ thống quan điện tử được tích hợp qua nhiều hệ thống tự động hóa, có tính chính xác cao, bảo đảm tác chiến trong mọi tình huống. Tàu tên lửa tấn công nhanh có lượng rạn nước hơn 500 tấn, tính năng đi biển rất cao, với vận tốc tối đa gần 70 km/h, dự trữ hành trình gần 2.000 hải lý. Tàu tên lửa tấn công nhanh 500T được mệnh danh là tia chớp vì sự nhanh nhẹn cùng khả năng tác chiến mạnh,
Chúng được thiết kế để tiêu diệt nhóm tàu chiến, tàu đổ bộ, tàu hộ tống và các phương tiện mặt nước khác của đối phương, hỏa lực mạnh, khả năng cơ động cao tàu. Tên lửa tấn công nhanh 500T sẽ là sự bổ sung và nâng cao đáng kể sức mạnh tác chiến cho Hải quân Nhân dân Việt Nam. Tàu cảnh sát biển đa năng 2000T là dạng tàu có thiết kế tiên tiến hiện đại, đáp ứng đầy đủ các tiêu chuẩn quốc tế. Tàu có chiều dài 90,5m, chiều rộng 14m, có thể hoạt động trong điều kiện gió cấp 12, thời gian hoạt động liên tục trên biển 40 ngày đêm, tầm hoạt động 5.000 hải lý. Tàu tìm kiếm cứu nạn tàu ngầm đa năng 927 IQ là loại tàu cứu hộ thế hệ mới, thực hiện nhiệm vụ cứu hộ tàu ngầm với các thiết bị chuyên dụng có tính vượt trội như phát hiện tọa độ, điện thoại liên lạc và robot lặn kết nối với tàu ngầm để cứu nạn thuyền viên khi tàu ngầm gặp sự cố. Các sản phẩm tàu quân sự này là niềm tự hào lớn đối với ngành đóng tàu quân sự và công nghiệp quốc phòng Việt Nam nói chung. Bên cạnh việc giúp tiết kiệm chi phí so với mua sắm từ nước ngoài, thì còn tạo ra được sự an tâm, tin tưởng cho các lực lượng làm nhiệm vụ trên biển. Việc đóng mới thành công nhiều lớp tàu hiện đại còn chứng minh năng lực của công nghiệp quốc phòng Việt Nam đang từng bước nâng cao khả năng tự chủ trong bảo đảm trang bị cho quân đội và các lực lượng thực thi pháp luật trên biển. Đại tá có thể lý giải tại sao đóng tàu quân sự, tàu cho lực lượng thực thi pháp luật trên biển lại trở thành ưu tiên hàng đầu của công nghiệp quốc phòng Việt Nam. Theo Đại tá Yên, hiện nay, phát triển kinh tế biển kết hợp với bảo vệ vững chắc chủ quyền biển đảo của chúng ta là một nhiệm vụ rất là quan trọng. Vậy nên nền công nghiệp quốc phòng của chúng ta cũng phải nằm nòng cốt trong việc là nghiên cứu, thiết kế, chế tạo ra các loại trang bị vũ khí cho các lực lượng bảo vệ chủ quyền lãnh hải của Tổ quốc. Công nghiệp quốc phòng của chúng ta có một thành tựu nổi bật trong những năm vừa qua. Đấy là chúng ta đã xây dựng được một nền công nghiệp đóng tàu có thể nói là sánh vai với các nước trong khu vực và quốc tế. Hiện nay chúng ta đã làm chủ được công nghệ đóng tàu, các loại tàu chiến, tàu pháo, tàu tuần tra, các loại tàu đặc biệt như là tàu cứu hộ, tàu ngầm, tàu cảnh sát biển, tàu kiểm ngư và các loại tàu vận tải. Ngoài ra chúng ta còn có công nghệ để đóng được các loại tàu chiến còn lớn hơn nữa, với lượng giãn nước lên đến 5.000 tấn. Hiện nay chúng ta đóng mới khoảng 50 loại tàu, cả tàu chiến, tàu bổ trợ và tàu vận tải, cung cấp cho các lực lượng hải quân, cảnh sát biển và các kiểm ngư cũng như là các lực lượng khác. Chúng ta cũng đã nhận đóng tàu theo thiết kế của nước ngoài và các sản phẩm đóng tàu của chúng ta đã được xuất khẩu ra rất nhiều nước trên thế giới. Cũng có ý kiến cho rằng ngành đóng tàu quân sự Việt Nam mới chỉ đóng được thân vỏ của tàu, còn các trang bị động cơ, nhất là vũ khí, vẫn phải nhập khẩu. Vậy đại tá đánh giá sao về vấn đề này? Đại tá Dương Văn Yên cho biết, việc làm chủ được các loại thân vỏ và tích hợp được các loại hệ thống động lực trên tàu cũng như tích hợp các loại vũ khí công nghệ cao trên tàu cũng là một thành công rất lớn, bởi vì nhiều nước người ta cũng chỉ có làm chủ được một khâu trong cái chuỗi thôi. Người ta cũng đi mua các loại vũ khí và các thiết bị khác về người ta tích hợp thành một con tàu. Một số nước mà làm chủ toàn bộ để đóng thành một con tàu thì trên thế giới cũng rất là ít. Hiện nay chúng ta đang có thể thiết kế được một con tàu hiện đại, ví dụ như tàu săn ngầm, thì trong đó tích hợp các hệ thống phòng không tầm gần, tầm xa, các hệ thống vũ khí đối hạm cũng như các hệ thống chống các mục tiêu ngầm. Còn về đóng tàu, với công nghệ hiện nay chúng ta đủ điều kiện để đóng theo các bản thiết kế của nước ngoài. Vậy định hướng phát triển của lĩnh vực đóng tàu quân sự là như thế nào? Đại tá Yên cho hay, xu hướng là chúng ta phải tăng tính tự chủ. Thứ nhất là tự chủ về thiết kế. Hiện nay là chúng ta đã có viện chuyên thiết kế về tàu quân sự. Thứ hai là chúng ta tự chủ các loại vật tư phục vụ cho ngành đóng tàu. Để tự chủ về vật tư đóng tàu thì không phải là riêng công nghiệp quốc phòng làm được, mà phải cả hệ thống công nghiệp quốc gia. Các ngành công nghiệp phụ trợ, chúng ta sẽ tăng tỷ lệ nội địa hóa của đóng tàu, nhất là phần máy, phần động cơ thì chúng ta sẽ phải còn phấn đấu lâu dài để đạt được cái mục tiêu là tự chủ, đạt được cái mức độ tự chủ cao trong ngành đóng tàu. Phát triển công nghiệp quốc phòng theo hướng hiện đại lưỡng dụng là chủ trương chiến lược của Việt Nam, tận dụng ưu thế về nguồn nhân lực chất lượng cao và trang thiết bị hiện đại. Ngành công nghiệp quốc phòng Việt Nam còn tiến hành sản xuất nhiều mặt hàng dân sự để đóng góp vào công cuộc phát triển kinh tế đất nước. Thuật ngữ công nghệ lưỡng dụng theo cách hiểu đơn giản là các công nghệ có thể ứng dụng đồng thời cho việc thiết kế chế tạo các sản phẩm quân sự và các sản phẩm phục vụ cho mục đích quân sự. Thời gian qua, cùng với sự phát triển của công nghiệp quốc phòng đã nghiên cứu sản xuất được nhiều mặt hàng kinh tế chất lượng cao, tạo được thương hiệu uy tín có sức cạnh tranh trên thị trường trong nước và xuất khẩu. Bên cạnh nhiệm vụ sản xuất các mặt hàng quốc phòng, ngành công nghiệp quốc phòng Việt Nam đã quan tâm tới sản xuất hàng kinh tế xuất khẩu, tạo điều kiện để các đơn vị đẩy mạnh phát triển thị trường, nâng cao chất lượng và năng lực cạnh tranh của các sản phẩm.
phân xưởng sản xuất thuốc nổ công nghiệp của nhà máy Z-121 Tổng cục Công nghiệp Quốc phòng là nơi sản xuất ra các loại thuốc nổ nhũ tương được dùng trong các ngành kinh tế như khai khoáng, giao thông hay là xây dựng. Nguyên liệu chính để làm ra thuốc nổ nhũ tương đến từ các nhà máy hóa chất trong nước. Các dây chuyền sản xuất thuốc nổ nhũ tương của chúng tôi đang sử dụng những nguyên liệu được đưa vào sản xuất phần đa là sử dụng các nguyên liệu được sản xuất ở trong nước. Do vậy, chúng tôi sẽ chủ động được các nguồn nguyên liệu cho sản xuất và sử dụng khai thác được các tiềm năng ở nước ta hiện nay. Đối với sản phẩm thuốc nổ nhũ tương được sản xuất trên các dây chuyền khép kín, đồng bộ tạo ra các sản phẩm mang tính ổn định và chất lượng. Phân xưởng sản xuất pháo hoa tiềm ẩn nguy cơ cháy nổ rất cao nên được xây dựng rất đặc biệt, đảm bảo khoảng cách và có các ụ che chắn, hạn chế cháy nổ liên hoàn. Do là sản phẩm có tính sáng tạo, nghệ thuật và rất đa dạng về kích cỡ, tầm cao, màu sắc nên việc sản xuất pháo hoa gần như được làm thủ công hoàn toàn. Các loại pháo hoa đều trải qua quá trình bán thử nghiệm. Nhà máy có riêng một bãi thử nghiệm để đảm bảo chất lượng sản phẩm. Đây là một buổi bán thử nghiệm cho lô hàng chuẩn bị xuất khẩu sang Nhật Bản. Hiện nay, sản phẩm pháo hoa của nhà máy đã bước đầu tìm được khách hàng nước ngoài. Rất là tự hào khi mà các sản phẩm của nhà máy được xuất khẩu sang thị trường Nhật Bản cũng như là châu Âu. Và tới đây, nhà máy cũng xuất một chuyến hàng sang thị trường Dubai. Các sản phẩm của nhà máy đều được thị trường quốc tế đánh giá là tốt, trong đó có thị trường rất khó tính, đó là thị trường Nhật Bản. Hàng năm, nhà máy đều xuất khẩu từ 6 cho đến 8 container để phục vụ thị trường Nhật Bản và 2 container phục vụ thị trường Mỹ. Bên cạnh hai mặt hàng tiêu biểu là thuốc nổ công nghiệp và pháo hoa, các đơn vị của Tổng cục Công nghiệp Quốc phòng còn có tiềm năng và lợi thế rất lớn để sản xuất các sản phẩm cần thiết cho nền kinh tế quốc dân như các mặt hàng cơ khí chính xác, phụ tùng ô tô, kết cấu thép, dụng cụ quang học, nhựa dân dụng và công nghiệp. Chủ trương của Việt Nam là xây dựng và phát triển nền công nghiệp quốc phòng theo hướng hiện đại lưỡng dụng, vừa đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ bảo vệ Tổ quốc, vừa góp phần quan trọng phát triển kinh tế xã hội, thực sự trở thành mũi nhọn của công nghiệp quốc gia, đóng góp tích cực vào sự phát triển công nghiệp hóa hiện đại hóa đất nước. Khái niệm tính lưỡng dụng trong công nghiệp quốc phòng là gì? Tại sao chúng ta lại chọn phát triển công nghiệp quốc phòng theo hướng này? Hiện nay các quốc gia khác có phát triển công nghiệp quốc phòng theo hướng lưỡng dụng không? Tính lưỡng dụng trong công nghiệp quốc phòng có thể hiểu là một trong những nền công nghiệp vừa có thể sản xuất ra các loại vũ khí, trang bị kỹ thuật phục vụ cho quân đội huấn luyện chiến đấu, vừa sản xuất ra hàng hóa phục vụ cho công nghiệp hóa hiện đại hóa và nhu cầu dân sinh. Quân đội ta có truyền thống theo lời dạy của Bác Hồ là đội quân chiến đấu, đội quân công tác và đội quân lao động sản xuất. Lao động cũng thể hiện rõ trong công nghiệp quốc phòng như chúng ta mới nghiên cứu thiết kế chế tạo ra các loại vũ khí để phục vụ cho quân đội huấn luyện chiến đấu, vừa đóng vai trò là sản xuất ra các loại hàng hóa phục vụ cho công nghiệp hóa hiện đại hóa đất nước cũng như là nhu cầu dân sinh cũng là nhiệm vụ bảo vệ Tổ quốc. Việc sản xuất các mặt hàng dân sự có ảnh hưởng đến nguồn lực để sản xuất các mặt hàng quân sự hay không? Đại tá Giang nói. Thông qua sản xuất các loại hàng hóa để phục vụ cho công nghiệp hóa hiện đại hóa cũng như là nhu cầu dân sinh thì chúng ta sẽ tích lũy các nguồn lực để tái đầu tư lại cho ngành công nghiệp quốc phòng, mua sắm thêm các trang thiết bị và là một trong những điều kiện để duy trì các nguồn lực và thu hút nhân lực chất lượng cao cho công nghiệp quốc phòng. Vừa qua thì chúng ta đã tổng kết nghị quyết 06 về xây dựng và phát triển công nghiệp quốc phòng và cho ra đời nghị quyết 08 của Bộ Chính trị về phát triển công nghiệp quốc phòng đến năm 2030 và những năm tiếp theo. Chúng ta xác định là xây dựng công nghiệp quốc phòng và tự chủ, tự lực, tự cường, lưỡng dụng, hiện đại ngày càng gắn kết và trở thành mũi nhọn của công nghiệp quốc gia. Như vậy là chúng ta phải xây dựng công nghiệp quốc phòng của chúng ta mang tính tự chủ là rất cao. Lưỡng dụng, hiện đại hiện nay, chúng ta đã làm chủ các công nghệ sản xuất vũ khí, bộ binh. Sắp tới chúng ta phải vươn lên để từng bước tự chủ sản xuất các loại vũ khí cho lục quân, cho phòng không không quân, cho hải quân và các loại vũ khí công nghệ cao để phù hợp với các yêu cầu tác chiến trong tương lai. Trong suốt chiều dài lịch sử dựng nước và giữ nước, dân tộc ta cơ bản đều tự dựa vào sức mình để làm ra vũ khí chống giặc ngoại xâm, tạo nên ý chí tự lực tự cường. Vấn đề độc lập tự chủ về vũ khí, trang bị quân sự là đích đến của bất kỳ quốc gia nào trên thế giới. Chính vì vậy, chủ trương phát triển công nghiệp quốc phòng theo hướng tự chủ tự cường hiện đại và lưỡng dụng của Việt Nam phù hợp với xu hướng phát triển công nghiệp quốc phòng trên thế giới hiện nay. Điều đó cũng hoàn toàn nhất quán với truyền thống lịch sử và phù hợp với đường lối quân sự, quốc phòng và định hướng phát triển kinh tế của đất nước ta trong tình hình hiện nay. Đây là một loại vũ khí trang bị hiện đại vừa được Đảng, Nhà nước trang bị cho quân đội, đặc biệt là lực lượng phòng không không quân để tiến thẳng lên hiện đại. Cũng rất vinh dự và tự hào khi là một người lính điều khiển một trong những vũ khí trang bị khí tài hiện đại nhất của quân đội nhân dân Việt Nam, Hổ Mang Chúa Su-30 MK2 của Không quân Việt Nam.
Xin kính chào quý vị khán giả của Tin Mới. Vâng, thưa quý vị, trong thời gian gần đây thì trên các phương tiện thông tin đại chúng đều cập đến rất nhiều các thông tin và hình ảnh liên quan tới những cuộc diễn tập của những chiếc máy bay quân sự trên bầu trời Hà Nội và những màn thao diễn quốc kỳ và ánh sáng tuyệt đẹp đến từ lực lượng không quân của Quân đội Nhân dân Việt Nam. Hiện tại, chúng tôi đang có mặt tại Trung đoàn 927 tại Lạng Giang, Bắc Giang để ghi nhận một ngày chuẩn bị cho công tác huấn luyện bay, cũng như được tận mắt chứng kiến chiếc Su-30 MK2 hổ mang chúa trên bầu trời Hà Nội. Và bây giờ, xin mời quý vị và các bạn đồng hành cùng chúng tôi nhé! Su-30 MK2 là dòng máy bay tiêm kích hiện đại nhất của Không quân Nhân dân Việt Nam, được mệnh danh là Hổ Mang Chúa. Su-30 MK2 có khả năng phát hiện mục tiêu cách xa vài trăm km nhờ hệ thống radar điều khiển của hỏa lực tầm xa. Su-30 MK2 phiên bản nâng cấp của Su-30 là mẫu tiêm kích đa năng hạng nặng tầm xa, được một tập đoàn của Nga phát triển dựa trên mẫu chiến đấu cơ Su-27SK nổi tiếng vào năm 1999. Với tầm bay chiến đấu được mở rộng cũng như khả năng sử dụng các hệ thống vũ khí tiến công có điều khiển chính xác tầm xa, Su-30 MK2 được xếp vào nhóm vũ khí tiến công xung kích đường không chống các mục tiêu chiến thuật, chiến dịch nằm phía sau chiến tuyến của đối phương. Su-30 MK2 được trang bị động cơ vô cùng mạnh mẽ với công nghệ phụt nhiên liệu vector để tăng khả năng cơ động. Điều này giúp Su-30 MK2 có thể đạt vận tốc lên tới 2.000 km/h. Su-30 MK2 có thể theo dõi cùng lúc hàng chục mục tiêu và tấn công đồng thời 4 mục tiêu cùng một lúc. Với hệ thống hỏa lực trang bị trên máy bay khá đa dạng và hiện đại, từ bom tên lửa cho đến rocket. Vũ khí chủ lực của máy bay tiêm kích Su-30 MK2 là các tên lửa không đối không R-77, tên lửa không đối đất KH-59 cùng cặp đôi tên lửa không đối hạm là KH-31 và KH-59 cải tiến, trong đó tên lửa R-77 được dẫn đường bằng radar chủ động cực kỳ hiện đại. Đây là một loại vũ khí trang bị hiện đại và được Đảng, Nhà nước trang bị cho quân đội, đặc biệt là lực lượng phòng không không quân để tiến thẳng lên hiện đại. Máy bay Su-30 MK2 là máy bay do một đối tác truyền thống của Việt Nam đã sản xuất và hiện tại với các tính năng của nó đủ điều kiện bay trong điều kiện khí tượng phức tạp, giản đơn, ban ngày cũng như ban đêm và độc lập tác chiến ở tầm xa với nhiều loại vũ khí trang bị hiện đại được trang bị trên máy bay. Với sức mạnh quân sự hiện đại bậc nhất của Không quân Nhân dân Việt Nam, loạt tiêm kích Su-30 MK2 của Trung đoàn Không quân 927, Sư đoàn Không quân 731 Quân chủng Phòng không Không quân tích cực luyện tập để chuẩn bị cho triển lãm quốc phòng quốc tế Việt Nam 2022, lần đầu tiên do Bộ Quốc phòng Việt Nam tổ chức diễn ra tới đây. Vâng, thưa quý vị, hiện tại các phi công đang chuẩn bị cho chuyến bay khí tượng và đây là chuyến bay vô cùng quan trọng. Bởi lẽ qua chuyến bay này sẽ xác định được thời tiết hôm nay có phù hợp với các chuyến bay chính thức hay không. Thượng tá Phạm Quốc Vượng, Trung đoàn trưởng Trung đoàn Không quân 927, Sư đoàn Không quân 371 sẽ là người trực tiếp thực hiện chuyến bay quan trọng này. Bay khí tượng là chuyến bay gần như bắt buộc yêu cầu phải xác định lượng mây, độ cao đáy, đỉnh mây, các loại mây, tầm nhìn, xu thế phát triển, các hiện tượng thời tiết, hướng và tốc độ gió, kiểm tra các phương tiện bảo đảm của các đài, trạm thông tin, radar mặt đất. Kết quả chuyến bay trinh sát khí tượng sẽ giúp chỉ huy bay có hạ quyết tâm thực hiện bay chính thức hay không và xác định kế hoạch bay, phương án bay nào. Bay trinh sát khí tượng là một trong những nội dung cần thiết đối với công tác tổ chức chỉ huy của một đơn vị không quân. Khi bay trinh sát khí tượng thì người chỉ huy của ban bay sẽ là người trực tiếp tham gia bay trinh sát khí tượng. Bay trinh sát khí tượng để nắm bắt tất cả những nội dung liên quan về vấn đề thời tiết, ví dụ như là lượng mây, xu thế phát triển của mây và các yếu tố ảnh hưởng của điều kiện thời tiết đến hoạt động bay. Trong đó đặc biệt chú ý đến quá trình phát triển của các loại mây nguy hiểm ảnh hưởng đến quá trình hoạt động. Sau khi bay trinh sát khí tượng về xong, người chỉ huy người ta sẽ đánh giá được các điều kiện khí tượng của các phương thức tổ chức hoạt động đối với ban bay ngày hôm nay như thế nào. Khi xác định được thì sẽ đưa ra những phương án chỉ huy, đưa các máy bay bay lên thực hiện nhiệm vụ theo kế hoạch một cách tuần tự, khoa học và đảm bảo an toàn tuyệt đối. Sau khi kết thúc chuyến bay khí tượng, một cuộc họp đánh giá đã được Trung đoàn Không quân 927, Sư đoàn Không quân 371 tiến hành và quyết định sẽ thực hiện các chuyến bay chính thức ngay sau đó. Đây cũng là những hoạt động luyện tập của các máy bay quân sự Su-30 MK2 trong thời gian qua và thu hút rất nhiều sự chú ý của người dân thủ đô cũng như người dân trên cả nước.
sau khi chúng tôi nhận được cái nhiệm vụ bay trình diễn phục vụ triển lãm quốc phòng quốc tế Việt Nam năm 2022 do Cục Tổng cục Công nghiệp Quốc phòng, Bộ Quốc phòng tổ chức, quân chủng, sư đoàn trực tiếp và sư đoàn 371 đã giao nhiệm vụ cho chúng tôi huấn luyện. Với nội dung là bay trình diễn với đội 2 chiếc, 4 chiếc sau khi nhận được kế hoạch sư đoàn 371 đã tiến hành là xây dựng kế hoạch, lựa chọn phi công có trình độ, có khả năng cũng như là chuẩn bị các lực lượng, phương tiện đảm bảo tốt nhất cho nhiệm vụ bay trình diễn. Sau khi nhận được kế hoạch tổ chức, lên lớp cho phi công cũng như là các thành phần đảm bảo khác thì phải phân công nhiệm vụ cụ thể đối với tất cả các bộ phận có liên quan để chuẩn bị cho các chuyến bay tập luyện. Các phi công tham gia sẽ phải trải qua các quá trình nghiêm ngặt, đó là khám sức khỏe trước mỗi chuyến bay nếu đảm bảo sức khỏe mới được thực hiện nhiệm vụ bay. Lực lượng làm nhiệm vụ chuẩn bị trước khi Su-30 MK2 cất cánh gồm kỹ thuật hàng không, hậu cần, xe ô tô, xe địa chỉ, xe điều hòa thông tin, radar. Đội ngũ kỹ thuật bàn giao Su-30 MK2 cho phi công sau khi công tác chuẩn bị hoàn tất, khi mọi yếu tố kỹ thuật, sức khỏe, phi công, thời tiết đều đảm bảo. Phi công sẽ lên những chiếc Su-30 MK2 để thực hiện bay huấn luyện. Đối với bất cứ một lực lượng vũ trang nào thì cũng phải tập luyện để thành thục các động tác đáp ứng được yêu cầu nhiệm vụ bảo vệ Tổ quốc. Nhưng với lực lượng phòng không không quân thì đây có lẽ là lần đầu tiên chúng tôi đã làm cho người dân cảm thấy tin tưởng và tự hào về lực lượng không quân nhân dân Việt Nam. Trong quá trình thực hiện nhiệm vụ, chúng tôi đã được nhà nước trang bị các loại vũ khí tối tân nhất là sức mạnh của quân đội. Sức mạnh của quân đội là lòng tin của nhân dân. Bày tỏ được lòng tin với nhân dân bằng trình độ, năng lực của cán bộ phi công. Đấy là một niềm vinh dự đối với lực lượng phòng không không quân. Và đấy là những điều lực lượng phòng không không quân luôn tự hào. Và đây là hình ảnh mãn nhãn của loạt tiêm kích Su-30 MK2 trên bầu trời tại sân bay Kép thuộc Trung đoàn Không quân 927 tại Lạng Giang, Bắc Giang. Các tiêm kích Su-30 MK2 thực hiện nhiều bài tập, nhiều bài đơn, tách tốp trên bầu trời. Tiêm kích Su-30 MK2 là loại máy bay chiến đấu đa năng 2 chỗ ngồi, tốc độ siêu thanh có thể đảm bảo cả hai nhiệm vụ chiếm ưu thế trên không và nhiệm vụ cường kích bao gồm tấn công trên mặt đất và trên biển. Với những người lính không quân nhân dân Việt Nam, đây là những nhiệm vụ hết sức cao cả và thiêng liêng, thể hiện sức mạnh và niềm tự hào dân tộc trong công cuộc giữ gìn và bảo vệ hòa bình cho Tổ quốc. Đầu tiên, chúng tôi đã có kế hoạch để cho phi công học tập lý thuyết mặt đất. Sau đấy là học tập trên buồng lái và bay với đội hình từ giản đơn đến phức tạp. Chúng tôi xây dựng kế hoạch đầu tiên là bay biên đội 2 chiếc, biên đội 4 chiếc và sau đấy đưa vào thành các kế hoạch tập luyện trong các ban bay huấn luyện. Kế tiếp là đưa đào tạo thì sẽ bay theo đúng kịch bản, tức là có những lúc có 30 đội 2 chiếc, sau đó là bay 20 đội 4 chiếc. Kế hoạch được huấn luyện trình tự theo đúng quy tắc của giáo trình huấn luyện chiến đấu và nguyên tắc hoạt động của không quân. Còn đối với kế hoạch của triển lãm quốc tế quốc phòng thì hiện nay lực lượng phòng không không quân đã đạt được 2/3 nội dung của công việc. Tới đây, lực lượng phòng không không quân đang phục vụ cho gần nhất là cuộc tổng duyệt diễn ra vào đầu tháng 12 và hội nghị chính sẽ diễn ra ngày thứ 5. Với những nội dung yêu cầu của nhiệm vụ, hiện tại Trung đoàn Không quân 927 là đơn vị chủ trì tổ chức huấn luyện, tập luyện để đưa phi công thực hiện nhiệm vụ bay trên triển lãm quốc phòng quốc tế, đã đủ điều kiện thực hiện nhiệm vụ và khẳng định Trung đoàn sẽ hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ trong thời gian tới. Chúng ta có thể dễ dàng quan sát từng tốp tiêm kích Su-30 MK2 của Không quân Nhân dân Việt Nam thực hiện các màn biểu diễn đẹp mắt, tách đôi, tách bốn. Và tất cả những màn thả bẫy mồi nhật từng xuất hiện nhiều lần tại khu vực sân bay Gia Lâm, thành phố Hà Nội khiến không ít người tò mò. Vâng thưa quý vị, hiện tại tôi đang có mặt tại khu chỉ huy buồng tập và bây giờ tôi sẽ có cuộc trao đổi với đại úy phi công Lê Đình Thành để tìm hiểu cụ thể hơn về những công tác chuẩn bị trước khi bay. Đây là lần đầu tiên chúng tôi được vào khu gọi là khu chỉ huy buồng tập. Ở khu này của mình thì công việc hoạt động chính của mình là gì? Đại úy phi công Lê Đình Thành cho biết đây chính là khu chỉ huy bay buồng tập của buồng tập lái Su-30 MK2 của Trung đoàn Không quân 927. Và đây là khu giúp đỡ phi công và chỉ huy cho phi công thực hiện những bài bay, những nhiệm vụ trong quá trình bay buồng tập. Vậy tức là khi quan sát mình đã quan sát vào tất cả các màn hình này đúng không? Phi công Lê Đình Thành nói đúng rồi. Khi tôi làm nhiệm vụ chỉ huy cho phi công bay buồng tập, tôi sẽ quán xuyến và quan sát giúp đỡ cho phi công thực hiện những động tác. Hiện tại, tôi cũng đang rất tò mò, không biết là cái khu buồng tập mô phỏng của mình sẽ như thế nào. Anh có thể cho tôi và mọi người tham quan một chút được không?
Được, bây giờ tôi sẽ dẫn bạn đi tham quan trực tiếp mô hình buồng tập của chúng tôi. Đây là những hình ảnh bên trong buồng lái mô phỏng của máy bay Su-30 MK2 tại Trung đoàn Không quân 927. Phi công Lê Đình Thành đang thực hiện thao tác huấn luyện bay. Buồng tập giả lập này có kích thước và tính năng giống hết buồng lái máy bay Su-30 MK2 mô phỏng thực tế bằng màn hình 4D đa chiều, giúp cho phi công điều khiển buồng lái chính xác và hiệu quả. Một bài bay trong kế hoạch bay của chúng tôi kéo dài từ 1 giờ cho đến 1 giờ 20 phút. Để trước khi thực hiện một bài bay thực tế trên Su-30 MK2 thì phi công thường tranh thủ dành thời gian bổ trợ qua cái buồng tập mô phỏng này, giúp ích cho phi công rất nhiều. Và để trở thành một phi công Su-30 MK2 này phải vượt qua một quá trình đào tạo rất là gay gắt và chặt chẽ của quân chủng phòng không hậu quân. Qua đào tạo của trường sĩ quan không quân thì các phi công phải bay qua hai loại máy bay, đó là Yak-52 và L-39 với số giờ bay xấp xỉ là 250 giờ. Để bay được Su-30 này thì các phi công cần thêm từ 80 đến 100 giờ bay. Thì về cơ bản, các phi công sẽ nắm được những yếu lĩnh, thuần thục cũng như là những trang bị vũ khí, những bài bay ứng dụng chiến đấu trên Su-30 MK2. Mình có thể tạo các điều kiện thời tiết khó khăn để cho phi công khi thực tế ngoài trời. Khi bay thực tế, nếu gặp những điều kiện thời tiết khó khăn thì phi công cũng không còn bị bất ngờ và phải luôn giữ được bình tĩnh để xử lý tình huống khẩn cấp. Còn ở bên ngoài buồng tập giả lập này, các phi công có thể quan sát đường bay hay các động tác bay của phi công để có thể chỉnh sửa. Đây là cơ sở quan trọng giúp cho các phi công nâng cao bản lĩnh, luôn có những chuyến bay an toàn và thắng lợi, góp phần giữ vững sự bình yên của bầu trời Tổ quốc. Rất vinh dự và tự hào khi là một người lính điều khiển một trong những vũ khí trang bị khí tài hiện đại bậc nhất của Quân đội Nhân dân Việt Nam. Ngoài cái nhiệm vụ bảo vệ chủ quyền, quyền tài phán hải đảo, bầu trời, các phi công còn phải làm những nhiệm vụ khác như là bảo vệ các chuyên cơ của các nguyên thủ quốc gia khi mà họ đến vùng trời do chúng tôi quản lý. Ngoài ra, thì lực lượng phòng không không quân còn làm nhiệm vụ hiệp đồng chiến đấu giữa các quân, binh chủng trong toàn quân. Những màn nhào lộn vô cùng đẹp mắt của các tiêm kích Su-30 MK2 với sự tham gia của các lực lượng làm nhiệm vụ như kỹ thuật hàng không, hậu cần, thông tin, radar của Trung đoàn Không quân 927 nói riêng và Sư đoàn Không quân 371 nói chung, hứa hẹn sẽ tạo nên buổi biểu diễn mãn nhãn tại Triển lãm Quốc phòng Quốc tế Việt Nam. Vâng, thưa quý vị, quả thật là để có được những màn trình diễn mãn nhãn và bùng nổ như vậy, các phi công của chúng ta đã phải trải qua một quá trình huấn luyện rất là công phu và kỹ càng. Và khi có mặt ở tại đây, tại Trung đoàn 927 Lạng Giang, Bắc Giang thì tôi cảm thấy thực sự là cảm phục và tự hào về những người lính trong Quân đội Nhân dân Việt Nam. Và bây giờ chúng ta hãy cùng chờ đón và chờ đợi sự bùng nổ của các phi công cũng như là chiếc Su-30 MK2 và Triển lãm Quốc phòng Quốc tế Việt Nam. Có thể khẳng định ngay rằng mặc dù Mỹ đã dỡ bỏ lệnh cấm vận vũ khí sát thương với Việt Nam, mở ra cho chúng ta cơ hội mua sắm vũ khí thế hệ thứ hai xuất xứ từ Mỹ và phương Tây hiện đại, nhưng để tiếp cận không hề dễ dàng. Thứ nhất, vũ khí Mỹ phương Tây rất đắt đỏ, khả năng kinh tế của ta chưa cho phép. Thứ hai, vì là vũ khí hệ 2 khác xa vũ khí thế hệ thứ nhất xuất xứ từ Nga, Liên Xô, các nước Đông Âu nên công tác huấn luyện chuyển loại đòi hỏi khá nhiều thời gian. Thứ ba, việc phối hợp tác chiến giữa các loại vũ khí hệ 1 mà ta vốn quen dùng với vũ khí hệ 2 là vô cùng phức tạp. Thứ tư, một khi Việt Nam các đối tác chưa xây dựng được lòng tin chiến lược đến mức độ cần thiết thì chắc chắn chúng ta chưa vội mua sắm vũ khí phương Tây. Bởi vẫn còn đó nhiều rào cản, nhất là chưa kể vũ khí ta cần thì chưa chắc họ đã bán. Vì thế, trong ít nhất 10 đến 20 năm nữa và thậm chí lâu hơn, Nga vẫn sẽ là đối tác cung cấp vũ khí tin cậy cho Quân đội Nhân dân Việt Nam. Lợi thế của vũ khí Nga được thể hiện ở chỗ ta muốn mua gì bạn sẽ bán và đáp ứng một số yêu cầu riêng biệt để phù hợp với yêu cầu của nhiệm vụ và nghệ thuật tác chiến của Việt Nam. Vũ khí Nga hiện giờ cũng khá đắt vì dù sao họ cũng phải làm thương mại, nhưng so với hiệu quả kinh tế để sử dụng, quen dùng bền bỉ, tin cậy thì vẫn tốt hơn vũ khí của phương Tây. Tiến tới tự đóng tàu chiến lớn, hiện đại thực sự mang tên Made in Việt Nam. Như bài trước chúng tôi đã nói, sau khi triển khai xây dựng dự án cơ sở vật chất mới ở Vũng Tàu, nhà máy đóng tàu Ba Son đến nay đã đi vào hoạt động và sẵn sàng đóng những game tàu chiến mới hiện đại. Nơi đây đủ sức đóng những chiến hạm tên lửa có lượng choáng nước trên 2.000 tấn. Vậy Hải quân Việt Nam sẽ lựa chọn gam tàu nào của Nga? Cuối năm 2021,
Giám đốc Cơ quan Hợp tác Kỹ thuật Quân sự Liên bang Nga Dmitry Shugaev cho biết Việt Nam đang quan tâm đến việc mua thêm cặp tàu hộ vệ tên lửa thuộc lớp Gepard 309 thứ 3, buộc bổ sung cho hai cặp tàu đã phục vụ trong biên chế. Ông nói, đối tác Việt Nam vẫn đang quan tâm tới tàu hộ vệ Gepard 309. Hiện tại, các chuyên gia của chúng tôi và chuyên gia về khách hàng đang tiếp tục tham vấn kỹ thuật liên quan. Các cuộc đàm phán hợp đồng chủ đề dự kiến sẽ được tổ chức sau khi thống nhất các điều kiện kỹ thuật. Năm 2006, Việt Nam đăng ký hợp đồng đóng cặp tàu đầu tiên. Hai chiếc tàu này được khởi đóng năm 2007 và hạ thủy và gia nhập biên chế năm 2011, lần lượt mang số hiệu 011 Đinh Tiên Hoàng và 012 Lý Thái Tổ. Cặp tàu Gepard 309 đầu tiên của Việt Nam không có trang bị chống ngầm mà chỉ có sân đỗ cho trực thăng săn ngầm K-28 hoặc K-31. Lượng giãn nước đầy tải của tàu là 2.100 tấn. Trang bị hai bệ phóng với 8 đạn tên lửa KH-35 Urane tầm bắn 130 km. Pháo chính của tàu là pháo đa năng AK-176 cỡ nòng 76,2 mm. Trang bị tiêu chuẩn trên các tàu chiến mặt nước giãn nước từ 2.000 tấn trở xuống của Nga hoặc Liên Xô. Phòng không của tàu giới hạn ở mức tầm ngắn, bao gồm tổ hợp vũ khí phòng không tầm cực gần với 8 tên lửa đối không Shona dẫn bắn bằng tia laser và 2 pháo cao tốc AO-18KD. Phía đuôi tàu có 2 pháo cao tốc AK-630M. Ngoài ra, tàu còn trang bị 2 trọng liên KPV cỡ nòng 14,5 mm. Sau khi tiếp nhận cặp tàu Gepard 3.9 đầu tiên, Việt Nam đã ký tiếp hợp đồng đóng cặp tàu thứ hai vào năm 2012. Hai tàu được nhà máy đóng tàu Zelenodonsk đăng ký vào năm 2013, hạ thủy năm 2016 và gia nhập biên chế Hải quân Nhân dân Việt Nam ngày 6 tháng 2 năm 2018, lần lượt mang số hiệu 015 Trần Hưng Đạo và 016 Quang Trung. Điểm đặc biệt cho cặp tàu thứ hai chính là việc chúng được trang bị hai cặp ống phóng ngư lôi cỡ 533 mm và các khí tài định vị thủy âm sonar để săn ngầm. Trong quá trình vận hành các lớp tàu Gepard 309, Việt Nam cũng đã lắp đặt thêm một hangar cho các trực thăng săn ngầm đi theo tàu nhằm thích ứng với đòi hỏi của thực tiễn. Ngoài ra, pháo chính của cặp tàu này là loại AK-176MA hiện đại hơn tính tới thời điểm hiện tại. Hải quân Việt Nam là khách hàng VIP của lớp tàu Gepard. Có thể nói Gepard là lớp tàu hộ vệ tên lửa hiện đại, chúng đã thể hiện rất tốt hiệu quả khi hoạt động trên biển. Đặc biệt, lần đầu tiên Hải quân Việt Nam cử biên đội tàu hộ vệ tên lửa lớp Gepard 309 mang tên Trần Hưng Đạo và Quang Trung, cùng đoàn thuyền thủ tham gia duyệt binh tàu và tranh tài môn thi cướp biển trong khuôn khổ Army Game tại Liên bang Nga. Mặc dù chưa có nhiều trải nghiệm, song đoàn tuyển thủ Hải quân đã thi đấu đầy tự tin, bản lĩnh, quyết tâm cao, xuất sắc giành huy chương bạc toàn đoàn, xếp trên cả Trung Quốc. Kết quả đó khẳng định năng lực làm chủ vũ khí, trang bị kỹ thuật hiện đại và khả năng làm việc chuyên nghiệp của cán bộ, chiến sĩ Hải quân Việt Nam trong môi trường quốc tế. Đồng thời, điều đó cũng thể hiện được khả năng hoạt động trên biển xa, dài ngày cũng như sức chiến đấu của các tàu chiến lớp Gepard. Vì vậy, chẳng có gì ngạc nhiên nếu chúng ta tiếp tục chọn mua lớp tàu này và tiến tới tự đóng trong nước. Hãy thử hình dung trong tương lai, chừng 10 năm nữa, Hải quân Việt Nam sẽ sở hữu tới 12 tàu Gepard thì sẽ như thế nào? Hợp đồng đóng 8 tàu Gepard mới sẽ là một bước ngoặt lớn trong tiến trình hiện đại hóa lực lượng tàu mặt nước của Hải quân Việt Nam. Có thể chúng ta sẽ tiến hành như dự án Amur, tự đóng 8 tàu tên lửa tấn công nhanh Monia ở Ba Son. Cặp đầu tiên trước số 1 và số 2 sẽ đóng ở Nga với sự tham gia của các kỹ sư công nhân Việt Nam để tiếp thu công nghệ do phía bạn chuyển giao. Sau đó, 6 chiếc còn lại sẽ đóng ở trong nước. Cặp tàu tiếp theo, chiếc số 3 và số 4 sẽ do ta và chuyên gia bạn cử sang cùng đóng. 4 chiếc cuối cùng chúng ta tự đóng hoàn toàn dưới sự giám sát và hỗ trợ của chuyên gia bạn. Vậy cấu hình của các tàu Gepard tiếp theo sẽ như thế nào? Chắc chắn các tàu Gepard tiếp theo của Hải quân Việt Nam sẽ hiện đại và có cấu hình vũ khí mạnh mẽ hơn, tương tự như chiếc 693 Dantestan của chi hạm đội Capician của Nga. Hệ thống vũ khí trên tàu có sự thay đổi toàn diện khi cục ống phóng 2x48 tên lửa chống hạm KH-35 Urane bị loại bỏ và thay vào đó là cục ống phóng tên lửa thẳng đứng VOS có thể mang thêm 16 tên lửa Cavalier NK gấp đôi so với các tàu Gepard thông thường. Cục ống phóng tên lửa thẳng đứng không chỉ giúp tàu có thể mang theo các tên lửa chống hạm mà còn có cả tên lửa hành trình, tên lửa chống ngầm và cả tên lửa phòng không trên hạm.
với kho tên lửa tấn công trên năng lực tác chiến trên biển của Zipat 3.9 sẽ được nâng lên gấp bội với khả năng tác chiến đa nhiệm, có thể đối phó với nhiều loại mục tiêu khác nhau, đặc biệt nếu được trang bị tên lửa phòng không tầm trung xa. Các tàu này có thể làm nhiệm vụ phòng không hạm đội, khoảng trống lớn mà Hải quân Việt Nam đang tìm cách lấp đầy. Ngoài tên lửa pháo hạng AK-176MA trên Zipat 3.9 cũng sẽ được thay thế bằng pháo hoa A-190-01 hoặc A-192 hiện đại hơn. Các vũ khí còn lại như cụ ống phóng ngư lôi hạng nặng 533m PTA 5311661, tổ hợp vũ khí đánh chặn tầm gần Plasma SU và tổ hợp pháo phòng không cao tốc AK-630M vẫn được giữ nguyên. Điều này cho phép tàu có khả năng tấn công rất linh hoạt ở cự ly xa, đảm nhiệm được nhiều nhiệm vụ khác nhau một cách hiệu quả. Mặt khác, cách bố trí vũ khí này cũng được kiểm chứng nhiều năm trên chiếc 693 Dagestan, lại đã trải qua thực chiến phóng tên lửa hành trình Kaplia 3M-14T để tấn công các phần tử khủng bố IS ở Syria, hay tấn công các mục tiêu ở Ukraine từ khoảng cách lên tới 1.500 km. Đây chính là lợi thế quan trọng mà Việt Nam có thể lựa chọn mà không phải băn khoăn về rủi ro khi lựa chọn phương án trang bị các cấu hình vũ khí chưa được kiểm chứng.